Một pha mở bóng nữa sang cánh phải. Rất đẹp đi. Vẫn chưa phải là một bàn thắng. Cú đá của Cao Sĩ Cường rất hợp lý với một cùng tình huống nhà bóng trở lại của Hồng Tiến. Hai trận hòa và hai chiến thắng. Không hề có lỗi việt vị, vẫn là cầu thủ Hà Nội tiên tri. Một tình huống hở sườn của SCB Đà Nẵng và đối khách đã phải trả giá với bàn thắng mở điểm cho Hà Nội TNT. Không hề có lỗi việt vị và Cao Sĩ Cường đã âm thầm băng xuống trong sự bất lực của hàng phòng ngự đối khách. Quả đá của Cao Sĩ Cường, bóng đã chạm vào chân cầu thủ mang áo số 6 Châu Lê Phước Vinh và khiến cho Đức Cường bị lỡ chân.